Chỉ trong vòng tháng 7 và tháng 8 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.290 khách hàng đã mua 1.559 hộp pate minh chay về sử dụng. Việc thu hồi sản phẩm pate minh chay gặp nhiều khó khăn do khách hàng mua để biếu tặng và một số trường hợp không chịu giao nộp với lý do giữ lại để đợi nhà sản xuất bồi thường. Trưa 1 tháng 9 năm 2020, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 31 tháng 8, cơ quan chức năng mới thu hồi được 72 trên 1.559 hộp pate minh chay đã bán cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc thu hồi các sản phẩm pate minh chay gặp nhiều khó khăn do người tiêu dùng chủ yếu mua trên mạng. Sau khi mua sản phẩm, người mua đã bỏ SIM điện thoại nên không thể liên lạc. Bên cạnh đó, một số người không đồng ý giao nộp cho cơ quan chức năng vì muốn giữ lại để yêu cầu nhà sản xuất bồi thường. Sản phẩm pate minh chay được phát hiện có vi khuẩn Clostridium botulinum type B. Đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử gây ra độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum với độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong. Cho tới 12 giờ đêm ngày hôm qua, thì chúng tôi mới thu nhận được trên hiện trường và đem về ban như vậy là mới có 72 hộp mà thôi. Cái số còn lại thì tất cả các khách hàng thì đã được là ban quản lý an toàn thực phẩm cảnh báo là không được sử dụng cái sản phẩm này, để riêng ra đợi là ban sẽ đến thu hồi. Và tuy nhiên cũng có một số khách hàng thì rất là nhiệt tình thì đã là đem thẳng cái sản phẩm này để đến với ban. Nó cũng có những trường hợp chúng tôi liên lạc bằng điện thoại nhưng mà không liên lạc được đúng với khách hàng, người ta không nghe máy. Hoặc là cũng có những trường hợp phải nói là đã tiêu thụ rồi, đã xài rồi, mua một vài hộp và đã ăn hết rồi. Cho nên là việc này là cực kỳ nguy hiểm. Bà Lan khuyến cáo người dân đã mua các sản phẩm pate minh chay liên lạc với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm nhằm đề phòng các trường hợp ăn nhầm khi để chung với các sản phẩm khác. Hiện ban đang tích cực thu hồi các sản phẩm minh chay thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, đặc biệt là pate chay khiến nhiều người liệt cơ khi ăn phải. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa cảnh báo khẩn cấp, đề nghị người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm sau đây: pate minh chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Harry vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Harry hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt và ruốc nấm cháy tỏi.